Hello mọi người, thì Vincent có nhận được một cái video như bạn thấy ở đây về chuyện nhịn ăn để giảm béo, kiến thức 30 ngày giảm béo rồi LMS giảm béo chuẩn y khoa, thì mình sẽ review và phân tích cho các bạn hiểu những cái khái niệm liên quan đến nhịn ăn và giảm cân ở trong cái video này để xem nó đúng sai và xem nó có những cái vấn đề như nào để các bạn hiểu rõ những cái vấn đề liên quan đến giảm cân và đặc biệt liên quan đến nhịn ăn, là tại vì những cái vấn đề liên quan đến giảm cân là những cái vấn đề mà rất hay bị hiểu lầm, rất hay bị đưa thông tin sai trái, rất hay bị đưa thông tin hù dọa, và bold science là những cái mà Vincent có thể nói là rất là anti, rất là chống lại, là tại vì ấy, những cái hù dọa không giúp ích được gì cho các bạn cả, và các bạn không phải sợ bất cứ cái gì cả, bất cứ cái hù dọa theo cái kiểu cái video trước là nhịn ăn thì sẽ tăng mỡ hay là nhịn ăn thì sẽ dễ này dễ kia, nó không nằm ở những cái hù dọa như thế. Và cái chuyện bạn cần giảm cân thì bạn chỉ cần hiểu rõ những cái kiến thức căn bản nó sẽ giúp ích cho bạn là có thể giảm cân được thôi, chứ không cần những cái khoa trương hay những cái hù dọa quá nhiều. Ok, thì mình sẽ gọi là review cái video này thôi. Nó phải tư duy trong các bữa ăn. Thì sai lầm nhất đó là các bạn nhịn ăn. Quan điểm của Long, nếu các bạn nhịn ăn á thì bữa sau các bạn sẽ ăn nhiều hơn. Và vì người Việt Nam chúng ta luôn ăn à. Các bạn hiểu ý Long ạ? Và các bạn nên nhớ rằng chúng ta không nên nhịn ăn. Tại vì là nhịn ăn là chỉ giúp các bạn là gì? Không ăn thôi. Nhưng mà bữa sau các bạn ăn nhiều hơn thì sao? Ăn hay không ăn ấy, nó được điều tiết bởi hormone, chứ không phải là bạn gọi là có một ý chí nào đó hay là có một cái ghi chép nào đó, bây giờ mình nhịn ăn sáng xong rồi đến cái bữa sau là mình sẽ lao tới thức ăn, nó không có dễ để ăn thêm như các bạn nghĩ, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, thực sự ấy, ở trong cuộc đời con người ấy, cái chuyện nhịn ăn là cái chuyện rất là bình thường, từ thời kỳ cổ xưa các bạn phải biết rồi, chúng ta luôn ở trong tình trạng thiếu thốn thức ăn, nên cái chuyện nhịn ăn là cái chuyện mà cơ chế con người ấy mà thích nghi với cái hoàn cảnh sống, với cái chuyện là không có thức ăn, nên nó rất rất là bình thường. Mình phải nhắc lại, nhịn ăn nó không phải là một cái gì là quá đáng sợ hay quá mới mẻ. Chúng ta luôn luôn có hai cái tình trạng duy nhất trong cơ thể chúng ta là fasted state và fed state, tức là cái tình trạng cơ thể chúng ta có thức ăn hay không, có đang hấp thụ thức ăn hay không, và cái tình trạng là không có hấp thụ hay không có chuyển hóa thức ăn. Nó chỉ có hai cái tình trạng như thế thôi về mặt dinh dưỡng, nên nó chỉ có hai tình trạng, và hai tình trạng đó đều là hai tình trạng mà cơ thể nó sẽ thích ứng bằng những cái cơ chế hormone, bằng những cơ chế báo no, bằng những cái cơ chế báo đói, bằng những cái cơ chế mà làm bạn gọi là ảnh hưởng đến tinh thần hoặc không ảnh hưởng đến tinh thần. Thì các bạn phải hiểu rõ như thế, chứ không nên mặc định. Các bạn phải biết một cái điều như thế này là hàng triệu, hàng trăm triệu nhà sư, người ta chỉ có ăn gọi là một bữa một ngày thôi, người ta vẫn nhịn ăn và người ta không có phải ăn bữa theo hay là bữa tiếp theo hay là rất là nhiều những vấn đề như thế, là tại vì cái đó là cái lifestyle người ta lựa chọn. Và cái tiếp theo nữa, cái cộng đồng intermittent fasting là cái cộng đồng mà nhịn ăn gián đoạn để giảm cân ấy, nó rất là lớn. Nếu tính con số là hàng trăm triệu người là bình thường, mình nói thật, nếu mà theo thống kê thì ở Mỹ khoảng 70 triệu người là thực hành intermittent fasting để giảm cân. Rồi có rất là nhiều về mặt gọi là demographic của các quốc gia, tức là về mặt thông tin địa lý các quốc gia, những quốc gia như ở Pháp đi thì họ không có thói quen ăn sáng, hay là thậm chí là rất là nhiều những cái quốc gia khác, hay là rất là nhiều những cái gọi là đại lễ về mặt tôn giáo này kia, là người ta khuyến khích cái chuyện nhịn ăn rất là nhiều, nên nó không có gọi là ảnh hưởng nhiều như bạn nghĩ, và không có cái chuyện mà mặc định là nhịn ăn sẽ ăn thêm, là tại vì ấy, và khi chúng ta ăn no, khi chúng ta ăn no là chúng ta sẽ cảm thấy ngán. Đây là những cái cơ chế của những cái người mà bình thường, là mình nói những cái người bình thường ấy, còn những cái người mà vận động viên thể hình chẳng hạn, là người ta có thể ăn được nhiều, hay là người ta có thể ăn được nhiều ức gà trong nhiều bữa chẳng hạn ấy. Thực sự ấy, nó có một cái cơ chế mà có thể bạn nào mà tìm hiểu về steroid hay thậm chí tìm hiểu về SAM như MK677 các bạn sẽ biết thôi, đó là những cái chất đó, những cái gọi là hormone tăng cường ngoại sinh này kia, nó sẽ giúp cho bạn là tăng cường cái appetite, tức là bạn có thể háu ăn hơn, bạn có thể ham ăn hơn. Đó là lý do tại sao mà người ta có thể ăn được rất là nhiều bữa, hay người ta có thể ăn được rất là nhiều món mà người ta không bị ngán là như vậy. Đây là những cơ chế về mặt hormone. Chứ còn đối với người bình thường ấy, bạn ăn thêm một cái thứ nó rất là khó, thực sự là như thế, là tại vì ấy, bạn ăn no rồi bạn nhét thêm cái miếng nào nữa là tự dưng là bạn cảm thấy ngán, và cái đó là cái cơ chế về mặt hormone, là nó sẽ làm cho bạn là những cái hormone báo no, rồi những cái hormone như là làm cho bạn là thỏa mãn là bữa ăn như là leptin ấy, là nó sẽ giúp cho bạn là không cần phải ăn gì nhiều nữa, bạn không cần phải ăn gì nhiều, nó sẽ trướng bụng ngay, nó sẽ đầy bụng ngay, nó sẽ khó chịu ngay, là vì vậy. Đúng vậy. Vậy câu chuyện là các bạn vẫn phải câu chuyện vẫn là calo calo các bạn nạp vào đúng không? Phải ít hơn lượng calo các bạn tiêu thụ.
thì các bạn mới giảm cân được. Về chuyện calorie in out, calorie nạp vào so với calorie bạn gọi là output ra, bạn sử dụng ra là cái chuyện mà rất là cơ bản trong chuyện giảm cân. Tuy nhiên ấy, nó cơ bản nhưng nó hay bị hiểu sơ sài, thì mình sẽ làm cái video vào cái bài blog để giải thích cái này chi tiết hơn. Còn cái chuyện ấy, các bạn cứ hiểu đơn giản như này này. Các bạn nhìn ăn ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ gọi là giảm cái calorie nạp vào dễ dàng hơn so cái chuyện là bạn phải tính calorie. Cái này là mình có thể chắc chắn, thì bạn bỏ một bữa rồi bữa sau bạn vẫn ăn như thế, chắc chắn nó sẽ giảm calo mà bạn không cần phải tính toán bất kỳ cái quỷ ma hay cái macro hay xài những cái app như là MyFitnessPal hay là những cái app để tính gọi là calorie từ dinh dưỡng, từ gọi là thức ăn rồi từ thực phẩm ABCD kia rất là phức tạp, và những con số đó là đều có sai số và đều chỉ tham khảo thôi. Thì bạn gọi là nhịn ăn ấy, thì bạn không phải lo tới bất kỳ cái đó, thì cái nhịn ăn là cái dễ dàng để cắt giảm calorie nhất. Và đó là lý do tại sao rất là nhiều người người ta giảm cân người ta lại chọn intermittent fasting, là tại vì ấy, với cái hiểu đơn giản người ta thì nó càng đơn giản khi mà người ta không cần ăn một bữa nào đó và người ta vẫn đảm bảo được cái chuyện là calorie cắt giảm, là tại vì bữa sau mình chỉ cần ăn giữ đúng như thế thôi là nó tự động nó cắt giảm rồi, rất là đơn giản như thế. Tại sao chúng ta phải nhịn ăn trong khi chúng ta con người là đa phần người Việt chúng ta lại ăn, và nó rất là phù hợp với thực tế. Khi các bạn nhịn ăn, các bạn sẽ rất là chóng mặt, không đủ năng lượng chẳng hạn. Ok, vậy thì thay vì như vậy, chúng ta hãy ăn chia nhỏ bữa ăn ra ăn và giúp cho cơ thể ta ổn định về insulin. Thì nếu các bạn đọc cuốn insulin, các bạn sẽ cảm nhận được rằng là giảm cân đó là phải ổn định được insulin, làm mức insulin trong máu rất thấp. Không có gì làm ổn định insulin hơn bằng cái chuyện bạn không ăn cả, là tại vì bạn không ăn ấy, thì cái insulin của các bạn nó sẽ không phải tiết ra, các bạn phải hiểu một cái như thế. Còn bạn ăn thì cơ thể sẽ phải tiết ra insulin để cân bằng đường huyết. Thì cái chuyện intermittent fasting ấy, cái mà cơ chế mà nó giúp cho bao nhiêu triệu người mà giảm cân thành công ấy, là thứ nhất nó hạ thấp đường insulin trong máu, là tại vì ấy, những cái người mà thừa cân béo phì thì cái insulin mà lúc họ không ăn gì nó cũng cao hơn những cái người bình thường, nên cái chuyện nhịn ăn thì nó sẽ giúp hạ bớt cái chuyện đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nó giúp chống lại cái chuyện là kháng insulin, là cái nguyên nhân gốc rễ cho cái chuyện là gây thừa cân béo phì. Thì nhịn ăn nó có những cái gọi là lợi ích tuyệt vời như thế về mặt đường huyết, về mặt gọi là điều tiết năng lượng hay không. Và một cái chuyện nữa mà chắc chắn rồi, những cái người như này người ta rất là process, người ta quên mất một cái điều ấy là khi mình đang thừa cân béo phì ấy, là mình không có thiếu năng lượng, các bạn phải biết như thế, là mình đang dư thừa năng lượng thì mình mới thừa cân béo phì. Nên cái chuyện mình nhịn ăn là để cơ thể có thể dùng cái đống năng lượng dư thừa tích trữ từ mỡ thừa, từ glycogen, từ lượng water weight ở trong cơ thể chúng ta, để cơ thể có thể dùng cái cơ hội, cơ thể có thể dùng cái năng lượng mà đang thừa đó. Chứ không phải bạn nhìn ăn ấy là bạn sẽ gọi là thiếu năng lượng, hay là bạn sẽ chóng mặt. Những quan niệm rất là pro-science, là tại vì ấy, khi mà mình nhịn ăn như trong cái video trước mình làm về cái bữa sáng, khi mà mình không ăn sáng nó sẽ có những vấn đề gì xảy ra các bạn phải biết rồi. Những cái hormone như là GS ấy, nó tăng rất là cao, những cái growth hormone, những hormone tăng trưởng nó tăng rất là cao. Rồi những cái hormone mà giúp bạn gọi là điều chuyển năng lượng như là glucagon, như là các hormone thuộc nhóm tuyến thượng thận là adrenaline ấy, nó tăng tốc cơ thể lên, nó tăng tốc trao đổi chất cơ thể lên để cơ thể có thể vận dụng cái đám mỡ thừa, cái đám năng lượng đang dư thừa này nè. Nên là không có cái chuyện là bạn nhìn ăn bạn sẽ chóng mặt hay là bạn sẽ gọi là bị thiếu năng lượng. Trừ những trường hợp, mình cũng phải nói thêm là trừ những trường hợp là ví dụ như bạn là bị cái bệnh là huyết áp thấp chẳng hạn, hay bạn bị một cái vấn đề nào đó về mặt bệnh lý thì chắc chắn rồi. Nếu về mặt bệnh lý thì bạn phải đi khám bác sĩ trước khi bạn thực hành bất cứ cái gì. Nhưng về mặt nhịn ăn của những người thừa cân béo phì nói chung ấy, thực sự cái tác dụng lớn nhất của gọi là nhịn ăn ấy, của intermittent fasting, đó là ổn định đường huyết và hạ thấp insulin và kháng lại cái sự kháng insulin, chống lại cái sự kháng insulin, làm giảm cái tình trạng đó, là những nguyên nhân gốc rễ và trực tiếp dẫn tới cái chuyện bạn thừa cân béo phì. Khi chia nhỏ bữa ăn ra từ một ngày các bạn sẽ ăn từ 4 đến 5 meal đi, thì một meal cách nhau từ 2 đến 3 tiếng sẽ giúp cho các bạn tăng tốc độ trao đổi chất, là như là tăng được BMR. Khi tăng được BMR thì các tốc sẽ giúp cơ thể chúng ta đốt lượng nhiều hơn, và các bạn biết là cái năng lượng dành cho quá trình tiêu hóa thức ăn đó, là một trong những hoạt động sử dụng năng lượng lớn của cơ thể. Vậy thì cơ thể chúng ta sẽ Trời ơi, bạn này bạn đưa ra những kiến thức siêu pro science, siêu nói liều, các bạn hoàn toàn không có nguyên lý, không có cái cơ sở, hay không có một chút gì đó mà gọi là tìm hiểu về mặt dinh dưỡng, về mặt chuyển hóa gì cả. Mình không biết bạn này bạn làm nghề gì, nhưng mà cái kiến thức này là cái kiến thức rất là tệ về mặt dinh dưỡng. Các bạn phải hiểu như này, khi các bạn chia nhỏ bữa ăn chẳng hạn, ví dụ như chia thành 6 bữa ấy,
thì các bạn sẽ ăn số lượng thức ăn ít hơn đúng không? Thì các bạn cứ hiểu đơn giản về mặt toán học đi. Khi mình ăn một bữa nhỏ nếu nó có tăng tỷ lệ chuyển hóa thì nó cũng tăng rất là ít. So với một bữa lớn nó sẽ tăng với cái lượng thức ăn lớn hơn nó sẽ tăng rất là nhiều thì nó sẽ bù trừ với nhau và thực sự đây là cái đầu đầu tiên mà các bạn phải hiểu về mặt nguyên lý gọi là thô sơ nhất là các bạn có thể hiểu chứ thôi và thực sự là người ta đã có tới khoảng đâu đó khoảng rất rất nhiều cái nghiên cứu mình có thể lôi ra để cho các bạn thấy ở đây hoặc mình sẽ làm bài blog để cho các bạn hiểu rõ là cái chuyện 3 bữa, 1 bữa, 2 bữa, 6 bữa ấy, thực sự người ta đã so sánh với nhau rất là nhiều rồi nhưng nó sẽ không có sự khác biệt gì cả, nó không có cái khác biệt nào về mặt chuyển hóa hay về mặt tốc độ trao đổi chất hay về mặt tỷ lệ trao đổi chất là tại vì thực sự ấy, các bạn nói các bạn không có nguyên lý nên cái câu trước nó sẽ đập câu sau. Ở cái phần trước ấy, bạn nói là calorie in out nó mới là quan trọng, tất cả nó quy về calorie in out thì các bạn phải hiểu như này. Nếu đã tất cả quy về calorie in out ấy, tất cả quy về cắt giảm calorie thì mình có ăn 3 bữa hay mình ăn 6 bữa thì nó vẫn là như thế thôi, là tại vì ấy, bạn chỉ quan trọng là bạn đảm bảo cái chuyện là calorie in nó thấp hơn cái chuyện calorie out thì bạn sẽ giảm cân dù bạn ăn một bữa, 3 bữa, 6 bữa, rất là đơn giản như thế mà nó quyết định cái bữa ăn hay cái khối lượng thức ăn là nó do cái calorie của bạn, nên là nó càng sai nữa lên cái chuyện ấy, bạn này bạn đưa ra những cái thông tin rất là theo cái kiểu là vớ vẩn, theo cái kiểu là nói liều, mình nói thật như thế. Và cái phần tiếp theo bạn này bạn nói là ăn nhiều bữa thì nó sẽ làm tăng cái TEF, tức là làm tăng cái gọi là thermogenic effect of food ấy, tức là cái gọi là thức ăn khi mình nạp vào thì mình cần phải sử dụng năng lượng để tiêu hóa cái thức ăn nó nữa, thì cái phần năng lượng đó cũng được tính trong cái chuyện TDE, trong cái chuyện mà tiêu thụ năng lượng hàng ngày của các bạn. Nhưng các bạn phải biết nó chiếm bao nhiêu, nó chiếm 10% các bạn, nó chiếm con số 10% rất rất là nhỏ và cũng nằm ở cái cơ chế trước thôi. Mình ăn nhiều bữa nhỏ thì mình không mất nhiều năng lượng để tiêu thụ những cái bữa ăn nhỏ, còn mình ăn một bữa lớn thì mình sẽ mất năng lượng nhiều hơn để tiêu thụ một cái lớn như thế rồi. Nó còn tùy vào từng người, nó còn tùy vào từng lựa chọn thức ăn, nên đây là một cái gọi là phát biểu mà mình không có xem lại là mình nói cái đó nó có nguyên lý gì hay không ấy, về mặt logic ấy, về mặt logic căn bản ấy nó đã sai rất là nhiều rồi. Và một cái cơ chế mình cũng nói thêm là các bạn nào hiểu ấy, là cơ chế con người nó hoạt động bằng hormone, nó hoạt động bằng sự điều chuyển, bằng sự bù trừ, nằm ở cái chuyện là duy trì cái cân bằng nội môi. Nên cái chuyện bạn ăn 3 bữa, bạn ăn 6 bữa thì nó sẽ có sự bù đắp bằng những cái cơ chế trong cái cơ thể của bạn. Nên thực sự cái vấn đề chính vẫn là bạn tiêu hao năng lượng một ngày như bạn này quan trọng cái chuyện calorie nào, mặc dù cái chuyện calorie nào nó không mặc định giúp bạn giảm cân lâu dài hay là giúp bạn giảm cân bền vững, nó có thể giúp bạn giảm cân ngắn hạn nhưng mà về mặt lâu dài thì chưa chắc, về mặt thành công hay không thì chưa chắc. Cái này là mình có thể chắc chắn 100, 1.000, 1 tỷ%, và mình cũng đã tranh cãi cái chuyện này rất là nhiều với những cái bạn mà không có kiến thức gì về mặt huấn luyện về vấn đề này rồi, và mình sẽ có video mình làm rõ những cái khái niệm mà bạn này đưa ra là nó không có một tí nào là chính xác cả, và mình sẽ làm những cái bài blog để mình làm rõ vấn đề này. Và mình cũng mong là các bạn sẽ phải đọc những cái bài blog như này trước khi mà nghe theo mấy anh này anh kia về những cái vấn đề này. Thì cơ thể chúng ta sẽ dễ giảm cân dễ dàng hơn và tốt hơn và nhanh hơn. Các bạn hiểu như này nè, khi các bạn intermittent fasting ấy, thậm chí là có những người thực hiện OMAD, tức là one meal a day, tức là chỉ ăn một bữa một ngày, các bạn hiểu xem nha. Khi các bạn phải tính calorie này, rồi phải chia nhỏ ra nhiều bữa ăn này, rồi phải tính những cái bữa ăn đó để làm sao nó không có gọi là vượt mức calorie chẳng hạn, theo cái lý thuyết calorie rất là sơ sài, rất là kiểu đơn giản, đơn sơ, thô sơ như này ấy, thì các bạn nghĩ xem cái công việc các bạn phải làm nhiều hơn hay là cái chuyện mà bạn intermittent fasting là nó sẽ dễ dàng hơn. Các bạn cứ thử tính xem cái chuyện như thế về mặt logic thôi. Nhịn ăn ấy là cơ thể chúng ta quen từ tấm bé rồi, các bạn cứ xem là tấm bé nếu mà các bạn là sơ sinh các bạn chỉ ăn khi các bạn đói thôi. Và thực sự là nếu mà các bạn nào làm cha mẹ, cái chuyện là các bạn bắt con bạn ăn đủ bữa nó rất là khó. Nếu mà bạn không bắt ép ấy, là nó sẽ không ăn đâu, là tại vì cơ thể nó không cần, mình là mình bắt nó ăn để nó giữ được cái năng lượng của nó, để nó giữ được cái sức khỏe của nó thôi, để nó vào nề nếp thôi. Chứ còn nếu mà bạn không bắt nó ăn sáng ấy, bạn không nhắc nó, thậm chí đến trường bạn không nhắc nó ăn, là nó đi chơi, nó đi học, nó khỏe như trâu, nó đùa nghịch như trâu, nó chẳng có vấn đề gì đâu, là tại vì đây là những cái cơ chế mà có thể nói là thiên nhiên ban tặng cho chúng ta để chúng ta có thể tồn tại được. Chứ lúc mà chúng ta đói ấy, lúc chúng ta nhịn ăn không thức ăn ấy, mà chúng ta lại uể oải, chúng ta lại mệt ấy, thì có con nào tới gọi là ngang qua mắt ấy, mà chúng ta muốn bắt nó chúng ta chẳng bắt được. Các bạn phải hiểu đây là những cái cơ chế mà gọi là thiên nhiên, hay là cái cơ thể chúng ta thích nghi bằng cái chuyện là thực ra là lúc nhịn ăn ấy chúng ta lại rất là kiểu là tăng cao mà tinh thần giận dữ hơn, tính chiến đấu mạnh hơn, thực sự là như thế. Nếu mà mình gọi là đang bị đói mà mình nhìn thấy một cái gọi là con nào đó ngon lành lướt qua, thực sự là mình gọi là phi tới như siêu nhân liền, các bạn có thể hiểu một cách đơn giản như vậy. Chứ
nó không có như bạn này gọi là ghi ra đâu, nên là cái chuyện đấy nói là cái chuyện chia nhỏ bữa ra mà gọi là giúp giảm cân dễ dàng hơn tốt hơn là nó không chính xác. Không có cái gì dễ dàng bằng intermittent fasting, là tại vì người ta thực hành intermittent fasting người ta không phải lo nghĩ đến calorie, không phải lo nghĩ thức ăn ABCD này kia phải chia nhiều bữa để tính calorie rồi phải 2 tiếng 3 tiếng phải ăn một lần, người ta không phải quan tâm đến chuyện đó, người ta chỉ ăn 2 bữa ngày thôi, cứ đến bữa trưa cứ đến bữa tối ăn bữa tối đơn giản như vậy. Có những người là ăn một bữa thôi, như Vinh ăn một bữa rất là nhiều ấy, và chẳng có cái vấn đề thì mình phải suy nghĩ cả. Đây là cái cách giảm cân ấy mà dễ dàng nhất mà tiện lợi nhất và không phải lo nghĩ gì cả. Bạn không thể nào cắt giảm calorie nhiều bằng cái chuyện là bạn không ăn, chắc chắn luôn. Bạn không thể nào mà dễ dàng tính calorie bằng cái chuyện là bạn gọi là không ăn, chắc chắn luôn. Bạn không thể nào làm được những cái chuyện như là phải chia bữa ăn ABCD kia dễ dàng bằng cái chuyện là bạn không cần ăn gì cả, và bạn không thể nào làm được cái chuyện là hạ thấp insulin bằng cái cách là bạn không ăn gì thì nó không tăng bất cứ cái insulin nào cả. Bạn không thể nào mà gọi là có một cái chế độ ăn gọi là dễ dàng thực hành mua sắm thực phẩm như là intermittent fasting, là tại vì bạn có thể thực hành nó bất cứ đâu. Bạn đi du lịch bạn cũng intermittent fasting được, rồi bạn đi đâu bạn cũng intermittent fasting được, rồi bạn thậm chí là bạn làm những cái hoạt động của quỷ ma gì bạn vẫn intermittent fasting được, bạn đi nhậu bạn cũng intermittent fasting được, trước đó bạn không ăn bạn vẫn đi nhậu được. Nhưng cái chuyện này bạn thực hành gọi là keto diet hay bạn thực hành những cái chế độ ăn kiêng của những anh này anh kia đưa ra đi, thì bạn gọi là có những hoạt động ABCD kia này mà nó sẽ phá vỡ cái diet đó, nó sẽ break cái diet đó. Giống như keto mà bạn thực hành gọi là mới vài ngày đi, bạn gặp chuyến công tác bạn gặp bữa nhậu đi, nó sẽ phá vỡ liền cái ketosis của bạn chẳng hạn, thì bạn lại mất đi thành quả. Còn cái chuyện intermittent fasting ấy, bạn không phải lo cái chuyện đó nữa. Tất nhiên là cái chuyện mà bạn thực hành intermittent fasting thì bạn cũng cần phải tìm hiểu, chứ bạn đừng nên gọi là nhịn ăn cái một phát, hay là bạn đừng nên là cứ cắt một bữa xong không có những cái gọi là cơ chế, không có những cái phương pháp thực hành. Nhưng chắc chắn là cái thực hành intermittent fasting là cái dễ nhất, nếu mà so sánh về độ dễ dàng nó là cái dễ nhất, là tại vì sao nó đang phổ biến hay nó đang phát triển là vì vậy, là tại vì bạn không phải lo nghĩ quá nhiều, bạn chỉ cần tìm cách để làm sao bạn nhịn ăn sau đó sẽ có những phản ứng cơ thể này kia. Thì người ta đều đưa ra những hướng dẫn, những chỉ dẫn, bạn cứ mua những cái cuốn sách như là calorie nó không có ý nghĩa gì cả, hay là những cuốn sách như obesity code của Jason Fung, rồi những cuốn sách hướng dẫn intermittent fasting thậm chí là ở trên online trên mạng ấy, bạn sợ đấy, nó rất rất dễ thực hành. Và tại sao nó dễ thực hành như thế nên người ta mới có thể nói là dùng nó để làm một cái phương pháp để giảm cân. Còn tất nhiên đối với mỗi người khác nhau thì có thể là bạn sẽ không đạt được hiệu quả như người này đạt được hiệu quả như người kia, và bạn tùy vào cái tình trạng, tùy vào cái hồ sơ thừa cân béo phì của bạn thì bạn cần có nhiều cái gọi là phương pháp cùng một lúc, hay là cần có một cái hướng nào đó tăng, hướng nào đó giảm chẳng hạn. Thì mình cũng đã nói trong những video trước rất là nhiều rồi, là cái chuyện giảm cân nó là cái chuyện tổng thể của một chương trình tập luyện, nghỉ ngơi, lifestyle và kể cả là dinh dưỡng một phần rất là quan trọng nữa thì bạn mới có được kết quả. Còn cái chuyện là bạn cứ nghe theo mấy anh pro science này thì thực sự ấy, khi mà mình chưa biết về intermittent fasting hay chưa biết gì về keto diet đây, thực sự ấy mình chỉ nên gọi là nói nhiều về tập luyện hay nói nhiều về calorie thôi, là cái đó là cái mình biết nhất chẳng hạn, của những cái kia mình không biết nên mình nói rất là liều mạng ấy, rất là sai ấy, thực sự là như vậy. đúng không ạ? Và thêm vào đó thì khi các bạn ăn như này á, sẽ ngăn ngừa cơ thể chúng ta, thứ nhất là tích tụ chất béo, cái thứ hai là giúp cơ bắp ổn định khi hấp thu đủ protein. Ok, các bạn hiểu không ạ? Cứ 2 tiếng đến đến 3 tiếng các bạn ăn một lần. Thực sự ấy các bạn hiểu như này này, nó không đơn giản như vậy đâu, cơ thể chúng ta không có dễ tích mỡ như vậy đâu, đây là những cái mà nó hù dọa thôi, thực sự là như vậy. Là tại vì ấy, bạn ăn nhiều bữa hay bạn ăn 6 bữa 3 bữa hay bạn ăn một bữa, nó nằm ở chuyện là năng lượng của bạn và cơ thể của bạn, của mỗi người chúng ta nó sẽ sử dụng năng lượng đó như thế nào và cái lựa chọn thức ăn như thế nào nữa, chứ không nằm ở chuyện là bạn ăn gọi là nhiều bữa nhỏ trong ngày nó sẽ gọi là giúp bạn là ít tích mỡ hơn. Các bạn hiểu một cách đơn giản như thế, ăn càng nhiều hay là chia bữa ăn càng nhiều càng mệt, càng dễ sai, càng dễ lựa chọn thức ăn, là để đảm bảo cái chuyện là bạn có thể chuẩn bị 6 bữa ăn một ngày theo một cái chế độ nào đó, thì thực sự là rất là khó đối với những cái người hiện đại hay đối với những người đi làm. Và tất nhiên rồi, bạn ở nhà có mẹ nấu hay bạn ở nhà có dì nấu hay là có những cái người gọi là giúp việc nấu ăn cho bạn và bắt là một ngày 6 bữa ăn như này ấy, chuẩn bị như này như này, như này thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Chứ còn cái chuyện mà tích chất béo rồi cái chuyện là ăn nhiều bữa nó sẽ mang lại những lợi thế này kia, thực sự là mình không có thấy bất cứ cái lợi thế nào của chuyện ăn nhiều bữa, nếu mà các bạn chỉ cần suy nghĩ một cách gọi là
có logic thôi, chứ không cần phải khoa học hay là vũ trụ hàng hải hàng không hay là những cái khái niệm nghe có vẻ pro này kia làm gì cả. Các bạn suy nghĩ đơn giản thôi về mặt thực hành đó, các bạn suy nghĩ đơn giản về mặt thực hành đi, các bạn ăn nhiều bữa mà để cái chuyện là ngăn ngừa tích chất béo dễ dàng hơn cái chuyện bạn ăn ít bữa ấy. Thì các bạn hiểu xem nó nằm ở cái chuyện như nào, nó có logic hay không. Các bạn ăn ít bữa thì các bạn dễ kiểm soát thức ăn hơn chứ. Các bạn đi ra cơm văn phòng chẳng hạn, các bạn cho em một gọi là quả trứng luộc, các bạn ăn một quả trứng luộc các bạn dễ hơn. Đây các bạn phải ăn 6 bữa, các bạn phải nghĩ xem là bữa sau ăn cái gì. Riêng cái chuyện đó không là nó stress rồi, chứ đừng nói những cái chuyện khác. Và tại sao intermittent fasting ấy nó lại dễ thực hành như vậy, nó lại phổ biến như vậy là vì vậy, nó rất là dễ dàng. Các bạn không cần phải khoa học đao to búa lớn quan tâm quá nhiều insulin, các bạn chỉ biết là nó sẽ mang lại những lợi ích này lợi ích này, và bạn chỉ biết là nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn là sử dụng cái nguồn năng lượng đang được tích trữ, đang được dồi dào như thế này, và nó có thể giúp bạn giảm cân nếu bạn thực hành nó một cách đúng đắn. Thì đây là những cái lợi ích mà intermittent nó sẽ mang lại cho các bạn, nên các bạn hoàn toàn không phải nghe theo những anh này anh kia, chưa nói đến những cái vấn đề calorie in out hay những cái vấn đề mà theo cái dạng phát biểu là sẽ gọi là ăn nhiều bữa đủ protein là sẽ tích cơ rồi sẽ tăng cơ này kia. Mình đã nói rồi, nhưng mình dẫn cho các bạn thôi là cái chuyện ăn 3 bữa, ăn 6 bữa, ăn 2 bữa, ăn 1 bữa ấy, nó nghiên cứu rất là nhiều rồi, nó không tạo ra gì về mặt lâu dài, sẽ giúp cho giữ cơ hơn, nó sẽ giúp cho gọi là tăng cơ hơn, nó sẽ giúp cho đỡ mất cơ, nó không tạo ra những khác biệt như thế. Còn những cái vận động viên thể hình chuyên nghiệp như chẳng hạn thì người ta phải ăn nhiều bữa, là tại vì ăn 1 bữa với cái lượng calorie người ta cần nạp cần bức kinh như vậy, người ta không thể nào ăn 1 bữa mà ăn nổi, thì người ta mới phải chia ra nhiều bữa như vậy. Nó nằm ở những cái yếu tố như thế, người ta ăn một ngày 4.000 5.000 kilocalo cơ mà, thì làm sao người ta có thể ăn vào 1 bữa được gọi là 2.000 calo chẳng hạn, làm sao ăn được 3 bữa. Còn rồi nó có một cái bất lợi nữa của những cái bữa ăn mà chia nhỏ nhỏ, cái này là cái bất lợi nó không có chính xác 100%, tùy vào từng cái người và tùy vào từng cái thực hành khác nhau của chuyện bạn chia bữa ăn ấy. Mình cũng không có dám khẳng định 100% về những cái này, nhưng mà về mặt hormone ấy là khi bạn ăn uống ấy, bạn cũng cần phải chiều chuộng cơ thể để cơ thể cảm thấy full, cơ thể cảm thấy no, cơ thể cảm thấy thoải mái thì nó đỡ bị stress và nó đỡ bị thèm ăn. Còn cái chuyện bạn cứ ăn những cái bữa nhỏ 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 ấy, đặc biệt đối với những người thừa cân béo phì là bạn gọi là không giúp cho cơ thể cảm thấy là full, cảm thấy là đầy đủ ấy, thì thực sự là cơ thể nó sẽ kích hoạt những cơ chế để bạn dễ bị thèm ăn hơn, dễ bị gọi là tìm kiếm những cái thức ăn khác hơn, là tại vì cơ chế giả no, tức là cơ chế no không đầy đủ, báo no không đầy đủ ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến một cơ chế là reward motivation pathway. Nếu bạn nào mà nghiên cứu nhiều về giảm cân, về dinh dưỡng, các bạn sẽ biết như thế, là cái gọi là tuyến gọi là vùng dưới đồi ở trong não là cái mà điều chỉnh những cái cơ chế liên quan đến cân nặng hay liên quan đến chuyện là mình ăn hay không ăn, hay là mình cảm thấy no hay không no, hay mình cảm thấy đói, mình cảm thấy căng thẳng cần phải duy trì cái chuyện là đi tìm kiếm thức ăn để tăng tốc năng lượng này kia, cái tình trạng mà chạy hoặc trốn cái hệ thống thần kinh của bạn thì nó duy trì qua cái gọi là sự điều khiển của cái vùng dưới đồi hypothalamus ấy. Đây là cái vùng mà nó sẽ quyết định rất là nhiều cơ chế từ hệ thống hormone đến hệ thống thần kinh, nó là cái mối liên lạc giữa hai hệ thống đó với nhau. Thì thực chất ấy, bạn ăn nhiều bữa nếu mà bạn không lựa chọn cái thức ăn chính xác, và nó lại khó khăn hơn trong cái chuyện là bạn duy trì cái chuyện nhiều bữa, và đặc biệt là duy trì cái chuyện mà bạn có thể gọi là bắt ăn được theo cái dạng là cứ ngày nào cũng ăn 4 5 bữa và cứ phải 2 tiếng 3 tiếng là ăn một bữa như thế. Nó ảnh hưởng đến kể cả là mặt là thần kinh ở cái hệ thống gọi là báo no báo đói của bạn, và cũng như cái gọi là cái chuyện là nó sẽ tăng stress hơn khi mà bạn phải thực hành một cái mà nó gọi là nó quá phức tạp như thế. Còn tất nhiên rồi, bạn có tiền bạn thuê một cái người nào đó mà chỉ làm cho cái chuyện là tính calorie và tính gọi là thức ăn cho bạn và chuẩn bị sẵn những cái bữa ăn cho bạn là 1 2 3 4 5 bữa ăn ấy, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà bạn có tiền thì bạn làm được rất là nhiều thứ, mà người gọi là không có tiền, những cái người giảm cân chỉ muốn những cái mà nhẹ nhàng dễ dàng thực hành thôi, thì chắc chắn rồi nếu mà bạn thực hành cái chuyện intermittent fasting ấy bạn sẽ không phải lo lắng những cái vấn đề này. Đây là một cái điều nữa mình phải nói thêm để những cái bạn nào mà có thể chia nhiều bữa, thì tùy bạn thôi, bạn vẫn có thể chia nhiều bữa và bạn đi theo cái rất là đơn giản là calorie in out ấy, thì bạn có thể chia nhiều bữa thì tùy bạn, hay là bạn cứ theo những quan niệm sai lầm như này thì tùy bạn. Còn nếu mà bạn muốn giảm cân mà để gọi là có hiệu quả lâu dài ấy, đặc biệt là cái hiệu quả lâu dài, thì bạn cần phải tìm hiểu nhiều hơn. Và chắc chắn rồi, nếu mà bạn có những câu hỏi nào thì bạn có thể gọi là đặt dưới video để Vincent có thể gọi là làm về những cái video để giải thích cho các bạn. Và đừng quên ghé website đọc những bài blog để lý giải cho những cái video về nhịn ăn như thế này, rất là nhiều quan niệm sai lầm.
Và như thường lệ thôi, nếu các bạn gọi là yêu thích những cái video này, cảm thấy nó hữu ích thì các bạn đừng quên cho Vincent một like, một share hay là subscribe nếu các bạn chưa subscribe. Và Vincent sẽ sớm trở lại trong cái chủ đề gọi là phá giải những quan niệm sai lầm này trong sắp tới thôi. Rất là cảm ơn mọi người.